Hôm nay là 20 tháng 5 2021 thì tôi tiếp nhận với ca tràn dịch khớp rất là nặng. Này là bệnh nhân tuổi già 80 tuổi, hiện tại cụ đi lại rất là khó khăn. Để tôi chứng minh cho cái bệnh án của mình sau này nó phấn đấu thành một cái dương án thì tôi phải chứng minh được cái sức mạnh của châm cứu và thuốc nam. Thì trong châm cứu các huyệt đạo tôi chia sẻ cho anh em đồng nghiệp khá là nhiều. Chúng ta để chọn những huyệt xung quanh khớp của mũi lưng khâu huyết hải chút tâm lý những cái chủ huyệt của cái bệnh này. Thì trong thuốc chúng ta sử dụng những kháng viêm, ví dụ như là cái hi thiêm này, cỏ xước này. Khi mà cho bệnh nhân uống với lâu thì dịch nó tiêu hết đấy. Trước nay chúng ta đi học thì thường rơi vào tầm dịch trên 10 mili, nhưng mà là phải hút rồi. Nên nếu hút như vậy thì cái nhược điểm thì bệnh nhân sẽ rơi vào tình trạng là khô khớp rất là nhanh. Thì bây giờ đông y thì nói rất là hay thì khá là nhiều. Thực tế nha, để chữa tràn dịch khớp trước nay tôi chưa thấy có cái phương án nào nó tối ưu cả. Thì năm 2018 cho đến bây giờ là 2021 thì tôi xử lý đã hàng trăm người rồi. Đấy, có những ca mà tôi có chia sẻ là chuẩn bị phải phẫu thuật, tôi xử lý ngon lành. Thì thời gian của các bệnh nhân là trên 6 tháng không tràn dịch lại và chân trở thành một người bình thường, không đau đớn gì cả. Thì đối với nền tuổi già này rất là khó. Thứ nhất là chúng ta kiểm tra cái xương của bệnh nhân là thoái hóa rất là nặng. Sau khi mình phục hồi tốt rồi thì các bạn đồng nghiệp hãy nên lưu ý rằng là chúng ta phải phục hồi cả cái lưng cho cụ nữa. Lưng, gối và tràn dịch, ba cái này đều phải đi với nhau. Chúng ta đừng nặng nề cái tràn dịch. Tuy chúng ta nhìn thấy nó ghê gớm như vậy thôi. Thực tình ra thì bệnh nhân thường là điều trị bằng y học hiện đại trước. Thì nó cứ tái đi tái lại suốt thì đến y học cổ truyền của chúng ta. Thì chúng ta sẽ xử lý đây, tôi cho 200 âm dao. Sau đó châm những huyệt xung quanh gối nữa cho cụ. Cụ bị này lâu lắm rồi hả? Dạ. Đi lại đau lắm rồi. Đau rồi. Đau nhiều lắm cụ. Đau nhiều, đau nhức mà nó nhức về là nó nhức ở trong xương, đi buốt không đi được. Đây cái chân này cụ là đau rất là nhiều. Dạ, đi thỉnh thoảng. Quần trước rồi. Thỉnh thoảng. Chịu khó tí nhé. Thỉnh thoảng em giật phục. Đang đi lại giật phục không đi được. Cái đề tài tràn dịch khớp này tôi nghiên cứu rơi vào tầm 10 năm. Trước nay thì nó không thành công vì nó chưa có phương án nào nó rõ rệt nữa. Vì thứ hai là ngày trước thì không có điện thoại để quay lại. Những năm gần đây thì nghiên cứu nó rất là rõ, nhận phục hồi rất là tốt. Cụ cố gắng đấy cụ nhé. Đừng hút nhiều. Gây cho một bên thôi. Chúng ta có thể chọn thêm thuốc lồng khớp này. Đấy, thái khê này. Châm vừa đây, tôi cụ già này, các mạch máu cụ kém, không nên châm nhiều quá. Để massage ra thì cho bằng cái rượu gấc, rất là tốt. Không cần phải đắp lá, đắp lẩu, làm gì đâu. Trước tôi hay nghiên cứu, đắp cây vòi vòi cũng khá là tốt đấy. Nhưng mà hay gây dị ứng, nhiều một số cái không cần thiết thì chúng ta không cần phải đắp. Thì tôi sẽ theo dõi hôm nay là hôm đầu tiên, thêm bao lâu thì cụ sẽ đi lại được, ngon lành. Cái dịch bao lâu thì hết. Thế cụ ở đâu? Cụ ở chỗ nào nhỉ? Đông Tiến. Đông Tiến, Bắc Ninh à? Vâng. À, bây giờ ok rồi.